phương chỉ đạo các đại biểu phải đeo khẩu trang, không tập trung đông người và giữ khoảng cách. 3. Đối với khách không tập trung và giữ khoảng cách an toàn, trong tấm biển trên bờ phải đeo khẩu trang. Nếu không tuân thủ, ban quản lý sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xử phạt với mức phạt từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Theo điểm A khoảng 1 điều 12 nghị định 117 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ. Vì sự an toàn cho bản thân và cộng đồng, ban quản lý chính quyền địa phương khách cùng chung tay thực hiện. Xin cảm ơn. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng yêu cầu người dân và du khách thực hiện mang khẩu trang ở nơi công cộng. Nếu không chấp hành sẽ áp dụng mức xử phạt từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Theo quyết A khoảng 1 điều 12 quy định số 177 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ. Xây dựng an toàn cho bản thân và cộng đồng, các quản lý du lịch du khách du lịch 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 du
chạy qua nữa, có chút đây. Phá trái cây hả? Đi quanh quanh đó rồi cũng quay lại chỗ trái cây này. Nghe con nghe đi. Ôi chú 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 chú. Ôi chú đi 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 đi. Đi 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 đi. Nó thấy nghe ở đâu cũng nghe mùi đất đái của heo rồi đó hả? Thấy mẹ nói con im lại, mẹ nó cho con ăn rồi cũng không được đòi hỏi nữa, cũng cái nào của em là của em. Chị ai bị la rồi đó, ăn nhiều bánh kẹo là sâu răng đó. Mẹ không cho mà để dành cho em là con ấy chứ, đằng này mà con đã chia phần hết rồi. Ôi trời. Đi coi chừng cái cạnh bàn. Chập chững đi coi chừng cái cạnh bàn. Hai. À, chừng cái cạnh bàn đó hai. Ôi trời. Ôi trời. Nào đây. Nào đây. Thế nào đó. Nào đó. Cười ai đó. Heo. Tao tay đi. Đã quá, hít một hơi đã quá.
rồi xuống này, rồi xuống này. Quá trời quá đất. Bé nhận thôi. Dở mà. Ách chuông, ách chuông. Đó ách chuông, ách chuông. Ách chuông, ách chuông. Ách chuông, ách chuông. Ách chuông, ách chuông. Đứa nào đó? Anh thấy, thấy cái bu lên để ấy đấy. Anh thấy cái bu lên này để lấy ấy. Heo ơi. Mấy cái rẻ lau nước đáy nó thay dình nha. Heo này, heo đâu rồi?